Nhiều hoạt động sôi nổi vui tươi chào đón năm mới 2024. Những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024 Từ mùng 1 tháng 1 có thể dùng VNEID để đăng ký thường trú tạm trú. Phố Hàng Mã rực sắc đỏ chào đón Tết Giáp Thìn Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Thay mặt cho chương trình, chúng tôi xin chúc quý vị khán giả một năm mới an lành, vạn sự như ý. Quay trở lại chương trình, vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình đầu tiên của năm mới 2024. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, có nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, trong đó có việc thông tư 66 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số thông tư liên quan đến đăng ký cư trú vừa được Bộ Công an ban hành. Thông tư 66 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số thông tư liên quan đến đăng ký cư trú vừa được Bộ Công an ban hành. Theo quy định tại thông tư 66 năm 2023 của Bộ Công an, các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 gồm hai cách. Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc online qua cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến khác hoặc qua ứng dụng VNEID. Trong khi đó, quy định cũ chỉ quy định các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú gồm thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc thực hiện online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của Bộ Công an hoặc quản lý cư trú. Ngoài ra, người dân còn có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình và xác nhận thông tin về cư trú thông qua ứng dụng VNeID. Như vậy thay vì đến tận đơn vị cơ quan chức năng để đăng ký thì giờ đây người dân có thể thực hiện thủ tục đó ngay trên ứng dụng VNeID sẽ phần nào rút gọn thời gian cũng như thủ tục trước đó. Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước thay thế luật căn cước công dân năm 2014. Theo đó, sẽ có những thay đổi rõ rệt về thông tin trên thẻ căn cước. Theo luật mới được thông qua, có 5 thay đổi cụ thể so với luật cũ, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo luật mới được thông qua, có 5 thay đổi cụ thể so với luật cũ, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đầu tiên là thẻ được đổi từ căn cước công dân đổi thành căn cước. Việc thay đổi này nhằm thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Hai là thông tin quê quán được đổi thành nơi đăng ký khai sinh. Trước đó, quy định luật căn cước công dân năm 2014 quy định thông tin công dân có mục ghi quê quán, lấy theo quê quán của cha hoặc mẹ. Theo luật mới thông qua, thông tin về quê quán trên thẻ căn cước sẽ bị lược bỏ và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc bỏ thông tin về quê quán thay bằng thông tin về nơi đăng ký khai sinh được khẳng định là mang tính chính xác với bất kỳ người nào và có tính ổn định cao. Thứ ba là thay đổi từ nơi thường trú thành nơi cư trú. Đối với mẫu thẻ căn cước công dân cũ, công dân bắt buộc phải có thông tin về nơi đăng ký thường trú mới được cấp thẻ căn cước công dân. Luật mới thông qua quy định Công dân chỉ đăng ký tạm trú vẫn được cấp thẻ căn cước. Từ đó, tất cả người dân đủ điều kiện cấp thẻ căn cước được bảo đảm quyền lợi khi có giấy tờ tùy thân để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo nhu cầu. 4. Là thẻ căn cước lược bỏ dấu vân tay ngón trỏ so với thẻ căn cước công dân. Theo đơn vị soạn thảo luật, việc không thể hiện vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật. Tuy nhiên, dữ liệu vân tay ngón trỏ được quản lý trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ. Điểm thay đổi đáng chú ý là chủ thẻ căn cước có thể là người dưới 14 tuổi. Một điểm đáng chú ý của luật căn cước là việc bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước. Quy định này để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người. Để chào năm mới 2024 và đón Tết Dương Lịch, tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thú vị hấp dẫn du khách để chào đón năm mới 2024 trong đó nhiều điểm đến của Hà Nội tổ chức các sự kiện hấp dẫn để thu hút du khách. Cụ thể, khu vực phố đi bộ và phụ cận thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài mở thêm một ngày để người dân và du khách vui chơi tham quan từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trước đó, trong tối ngày 31 tháng 12, tại khu vực này có hai sân khấu diễn ra hoạt động nghệ thuật đặc sắc cùng chương trình cao đao đếm ngược tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và quảng trường Cách mạng tháng 8. Du khách có thể trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới về đêm tại Hà Nội, như tour đêm tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Di tích Nhà Tù Hòa Lò. Khu vực ngoại thành Hà Nội cũng có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ Tết Dương Lịch. Sapa, Lào Cai dịp Tết Dương Lịch cũng là một điểm đến của nhiều người dân. Du khách có thể chiêm ngưỡng những gốc anh đào, trổ bông rực sắc hồng, săn băng tuyết và thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút vào tối nay để tiễn năm cũ, đón năm mới 2024. Sapa dự kiến đón trung bình khoảng 30.000 lượt khách du lịch mỗi ngày trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt các hoạt động chào năm mới đã được tổ chức, đặc biệt là lễ hội đếm ngược cao đào vào tối 31 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai điểm đường Hầm Sông Sài Gòn và Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, tuần lễ du lịch, lễ chào đón khách quốc tế đầu năm mới tại sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức vào ngày 1 tháng 1. Du khách còn có thể tham quan trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Các sân khấu kịch, nhà hát, bảo tàng cũng mở cửa đón khách với nhiều hoạt động phong phú. Còn tại Đà Nẵng cũng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí và các điểm check-in thú vị phục vụ người dân và du khách. Thành phố đã lắp đặt 3 điểm check-in ở các địa điểm công cộng. Tối nay, chương trình nghệ thuật cao đào Đà Nẵng 2024 sẽ diễn ra tại Khán Đài Pháo Hoa dọc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Nẵng. Thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm, cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào những dịp lễ Tết, nơi đây có nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách cần xa. Đặc biệt, dịp Tết dương lịch trùng với thời điểm thành phố Cần Thơ kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương, nên sẽ có một chuỗi các hoạt động chào mừng. Hương sắc Tây Đô là chủ đề của phần biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Một trong những hoạt động về văn hóa du khách khó có thể bỏ qua là lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình thần Tân An, quận Ninh Kiều. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Nam Bộ, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội năm nay được thực hiện đầy đủ các nghi thức gồm thỉnh sắc linh thần Tân An du ngoạn, lễ cúng thần nông, vạn ban ngũ hành, xây trầu đại bội, lễ tranh tế. Nếu du khách yêu thích trải nghiệm sông nước miệt vườn, có thể du ngoạn bằng tàu. Hành trình khám phá chợ nổi cái răng đón khoảnh khắc bình minh nơi đây. Đồng thời trên tuyến còn có nhiều điểm du lịch có tính trải nghiệm cao. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2024. Theo đó, từ ngày 2 tháng 1 năm 2024, Hà Nội số hóa toàn trình 100% thủ tục hành chính. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính liên thông trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố từ ngày 2 tháng 1 năm 2024 thực hiện việc ký số của người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử kết hợp với bản giấy, số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố giao giám đốc sở, cơ quan tương đương sở, tổ chức Gia soát, lựa chọn và tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành danh mục các thành phần hồ sơ cần số hóa, theo yêu cầu quản lý, theo quy định trước ngày 30 tháng 1 năm 2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được giao theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện tính năng số hóa kho dữ liệu cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Qua đó, đánh giá các tính năng của hệ thống bảo đảm việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, kịp thời phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong quá trình triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời Quý vị theo dõi ngày sau đây. Sáng ngày 31 tháng 12, thông tin từ công an huyện Bến Lức Long An cho biết đã lập biên bản tạm giữ 3 game bắn cá cùng hai người dương tính với ma túy. Trước đó vào chiều tối ngày 30 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế phối hợp đội cảnh sát ma túy công an huyện Bến Lức cùng công an thị trấn Bến Lức kiểm tra điểm kinh doanh game Ausen trên đường Nguyễn Văn Siêu khu phố 2. Được biết tiền kinh doanh này là do ông Hàng Ngọc Ánh, 47 tuổi thị trấn Bến Lức làm chủ hộ kinh doanh. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại điểm kinh doanh có 30 người đang chơi game bắn cá. Trong đó có 3 máy game đặt thú không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan công an lập biên bản tạm giữ 3 máy game đặt thú, 17 xe mô tô các loại và mời 30 người có mặt tại điểm kinh doanh về công an huyện làm việc. Qua test nhanh ma túy, phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy. Lực lượng công an huyện Bến Lức tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Công an xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc mới đây vừa phát hiện đối tượng chuyên lừa tình tiền nhiều phụ nữ đang lẩn trốn trên địa bàn. Theo đó, thời gian gần đây, công an xã Ea Cao phát hiện một thanh niên lạ lưu trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở làm việc. Qua xác minh, người này là Phạm Tuyên Quang, 26 tuổi, ngụ tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Quá trình thu thập thông tin, công an xã Ea Cao phát hiện Quang là người bị công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội khởi tố truy tìm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, Công an xã Ea Cao đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin về Quang. Qua trao đổi thông tin với Công an quận Nam Từ Liêm, Quang là người thường xuyên tiếp cận các cô gái trẻ hoặc mẹ đơn thân để làm quen, tặng quà. Sau đó, Quang tạo mối quan hệ tình cảm, tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Ngày 29 tháng 12, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào Đắk Lắk làm các thủ tục di lý đối tượng Phạm Tuyên Quang về thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định. Sáng ngày 31 tháng 12, khi đoàn tàu SE4 Sài Gòn Diêu Trì chạy khỏi ga Diêu Trì, tiếp viên toa số 4 thuộc đoàn tiếp viên đường sắt phương Nam Lê Thanh Huệ, trong lúc làm vệ sinh trong toa đã phát hiện một chiếc ví màu đen, nghi hành khách bỏ quên. Ngay sau đó, tiếp viên báo cáo sự việc với trưởng tàu, phối hợp với lực lượng bảo vệ kiểm tra chiếc ví để tìm kiếm thông tin trả lại cho hành khách. Bên trong túi có nhiều loại tiền, ngoại tệ, tổng cộng có giá trị hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra còn có một chiếc điện thoại, kính hiệu, giấy tờ tùy thân. Qua quá trình xác minh, tổ tàu xác định số tài khoản trên là của hành khách Nguyễn Cao Hoàng Trương. Do đã xuống tàu nên người này mong muốn tổ tàu gửi lại tài sản tại ga Bồng Sơn Bình Định để gửi tàu sớm nhất về ga Diêu Trì cho khách nhận lại. Giám đốc đoàn tiếp viên đường sắt phương Nam cho biết, Việc hành khách để quên tài sản giá trị trên tàu thường xuyên xảy ra, chúng tôi đều cố gắng chủ động tìm chủ nhân của tài sản để trả lại. Đã thành thông lệ, năm năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến, giải phẩm sách Tết lại ra mắt độc giả. Các ấn phẩm sách Tết từ năm 2019 đến năm 2023 đã nối lại truyền thống làm sách Tết của các bậc tiền nhân, đồng thời trở thành những cuốn sách quen thuộc đối với bạn đọc cả nước. Năm nay, giải phẩm sách Tết giáp thìn năm 2024 Hợp tuyển văn thơ, nhạc họa, chủ đề mùa xuân và ngày Tết có sự tham gia của nhiều tác giả họa sĩ nổi tiếng vừa chính thức được phát hành. Cũng như các cuốn sách Tết đã ra mắt trước đây, sách Tết Giáp Thìn năm 2024, thành hình từ sự góp mặt của đội ngũ đông đảo tác giả họa sĩ. Người đọc sẽ gặp lại những cái tên đã trở nên quen thuộc như Nguyễn Thị Thu Huệ, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh. Bên cạnh đó còn có những cái tên mới hơn nhưng cũng đã ghi dấu trong lòng độc giả. Theo đơn vị phát hành ở sách Tết Giáp thì năm 2024, từ phần đọc đến phần nhìn, độc giả đều có thể dễ dàng cảm nhận hương sắc mùa xuân. Những con chữ kể câu chuyện Tết xưa Tết nay, còn tranh minh họa và thiết kế của sách vừa đậm phong vị dân gian, vừa mang hơi thở hiện đại đầy sống động với những cải biến trong cách thể hiện. Với cuốn sách này, người đọc sẽ không chỉ được nhìn về quá khứ, nhờ đến cái Tết thân thương cùng đào mai, bánh trưng, tiếng pháo, đi đùng hay phong bao lì xì đỏ chói mà còn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống hôm nay. Nhìn lại một năm đã qua với bao cảm xúc thăng trầm đáng nhớ và hướng đến mùa xuân với nhiều hứa hẹn niềm vui. Sách gồm 5 phần, khúc dạo đầu của mùa xuân, văn thơ, nhạc và họa. Qua 5 phần nội dung, bạn đọc sẽ lần lượt đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau đầy thú vị. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về là tuyến phố hàng mã quận Hoàn Kiếm Hà Nội lại khoác lên mình sắc đỏ tươi tắn của những món đồ trang trí ngày Tết truyền thống. Năm nay, để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, tiểu thương tuyến phố đã bày bán các sản phẩm trang trí ngày Tết từ sớm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, phố Hàng Mã lại thay áo mới với các loại câu đối chúc Tết, đèn lông, trang pháo, trang trí rực rỡ để bán cho khách về trang trí nhà dịp Tết. Các loại hoa giả với sắc đỏ vàng lung linh được bày bán. Việc tất cả các cửa hàng đều bày bán đồ trang trí Tết làm cho tuyến phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ tươi là chủ đạo, xen cùng những món đồ với màu vàng, màu xanh, màu hồng, mang đậm không khí ngày Tết nguyên đán. Theo một chủ cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã cho hay, năm nay các loại đồ trang trí Tết nguyên đán đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả cũng mềm hơn so với mọi năm. Hình ảnh phong bao lì xì câu đối đỏ, lồng đèn, đồ trang trí, mô hình mâm ngũ quả hay bánh trưng xanh được bày bán đa dạng về hình thức cũng như màu sắc. Những ngày này trên phố Hàng Mã, cảnh người bán người mua trên phố tấp nập nhộn nhịp. Lồng đèn với nhiều kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, giá cả cũng đa dạng, từ 50.000 đồng cho tới 500.000 đồng để đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Không chỉ có người Việt Nam mà những người nước ngoài đang sinh sống ở nước ta cũng đến đây để mua sắm đồ đón Tết âm lịch của người Việt. Không chỉ là địa điểm bán lẻ sản phẩm ngày Tết nổi tiếng, quen thuộc của người Hà Nội, phố Hàng Mã còn được biết đến là nơi phân phối, bán buôn cho rất nhiều cửa hàng ở khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chúc tất cả quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe.